Tối qua, tập 9 đã đánh một dấu mốc quan trọng trong câu chuyện tình gà bông của cặp đôi Vân, Bách. Bách gần như đã tỏ tình với Vân Vân, sau đó còn chủ động hôn cô. Vân Vân như một tấm chiếu mới. Cô nàng vô cùng thích thú khi lần đầu có người nói thích mình. Việc Vân Vân đón nhận nụ hôn của Bách cũng thay cho lời đồng ý của cô. Sau khi tập phim khép lại, bên cạnh những khán giả chúc mừng cho cặp đôi Vân, Bách thì cũng có những ý kiến tỏ ra lo lắng cho tương lai của cô em út Vân Vân, bởi Bách không phải chàng trai đơn thuần như những gì cậu tỏ ra. Thậm chí netizen còn nghi Bách đã có vợ ở quê. Có một thời gian, anh chàng về quê có việc bị nghi là về gặp vợ. Drama hơn, có fan còn đặt ra giả thuyết Bách về quê hỏi vợ nên mới có bánh phu thê mang lên cho Vân Vân. Chuyện Bách đã có vợ hay chưa thì chưa rõ, nhưng khả năng anh chàng này bắt cá hai tay thì có khả năng rất cao. Bằng chứng là trước đây, khi nói chuyện với Bách, Phong đã nhắc nhở cậu về mối quan hệ với Vân Vân. Phong còn đề cập đến chuyện Bách một chân hai thuyền và cảnh cáo có ngày anh chàng sẽ mất tất cả. Chi tiết này khiến fan nghĩ ngay đến việc Bách đang lừa dối Vân Vân. Liệu sự thật của câu chuyện này ra sao? Mời các bạn đón xem phần 2 tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.